Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 45 Yêu Bà Di Hiện Thắng Hội Duyên Vào Thật Tướng. Bậc Hiện Thắng hiện do thẳng thiện, không đương đạo tràng nên tối thẳng thiện. Yêu Bà Di dịch là cận sự nữ, tức là nữ cư sĩ tại gia, tu giữ nam giới, phụng hành thập thiện, là cư sĩ nữ gần gũi Tam Bảo, thừa sự Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Hiện tại đồng tử đi về hướng thành thôn xóm, đến chỗ vị Hiền Thắng, đảnh lễ đi nhiễu quanh, chắp tay cung kính, đứng về một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Hiện tại đồng tử đi về hướng nam thành thôn xóm, đến chỗ vị Yêu Bà Di Hiền Thắng, đảnh lễ đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính, đứng về một bên mà bạch với vị Yêu Bà Di Hiền Thắng rằng: Đại Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đại Thánh khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, cho nên con đến đây thỉnh giáo, xin Đại Thánh hãy từ bi vì con mà nói. Hiện Thắng đáp rằng: Thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Vô Y Sứ Đạo Tràng, liền tự khai ngộ thấu hiểu, lại vì người nói, lại được vô tận tam muội, chẳng phải tam muội pháp đó hữu tận vô tận. Yêu Bà Di Hiền Thắng đáp rằng: Thiện nam tử, ta chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát tên là Vô Y Sứ Đạo Tràng, trong ngoài không nương, tức là đạo tràng, liền tự mình khai ngộ thấu hiểu chân lý, rồi đem đạo lý hiểu được vì người khác nói, khiến cho họ cũng hiểu được, do đó có câu tự giác giác tha, tự độ độ tha. Ta còn đắc được vô tận tam muội, chẳng phải tam muội pháp đó có cùng tận hoặc chẳng cùng tận, mà vì hay sinh ra nhất thiết trí huệ tánh sáu căn vân vân chẳng cùng tận, vì hay sinh ra nhất thiết trí tánh mắt vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh tai vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh mũi vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh lưỡi vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh thân vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh ý vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh công đức ba đảo vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh trí huệ quang minh vô tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh thần thông mau chóng vô tận, vì hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn mắt chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn tai chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn mũi chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn lưỡi chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn thân chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn ý chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh công đức ba đạo chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh trí huệ quang minh chẳng cùng tận, lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh thần thông mau chóng chẳng cùng tận. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Vô Y Sứ đạo tràng này như các đại Bồ Tát, không chấp trước tất cả công đức hạnh, mà ta làm sao biết được, nói được. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Vô Y Sứ đạo tràng này như tất cả các đại Bồ Tát, các ngài không chấp trước tất cả công đức hạnh, mà ta làm sao biết được, nói ra được. Thiện nam tử, ở phương Nam có thành tên là Ốc Điền, trong đó có vị trưởng giả tên là Kiên Cố Giải Thoát, người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở phương Nam có thành tên là Ốc Điền, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Kiên Cố Giải Thoát, người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, ngài sẽ vì người mà nói rõ. Bấy giờ thiện tài đảnh lễ Yêu Bà Di Hiền Thắng, nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đảnh lễ Yêu Bà Di Hiền Thắng, nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi về hướng Nam thành Ốc Điền, tham phường vị trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát. 46. Trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát hội duyên vào thật tướng. Kiên Cố Giải Thoát vì không chấp trước thanh tịnh hoặc không thể động, tức giải thoát. Trưởng giả có 10 đức: 1. Sinh vào dòng quý tộc. 2. Địa vị rất cao. 3. Tài sản phong phú. 4. Uy võ dũng cảm. 5. Trí huệ thâm sâu. 6. Tuổi cao có đức. 7. Hành vi thanh tịnh. 8. Lễ nghĩa đầy đủ. 9. Trưởng bối khen ngợi. 10. Người dưới quy thuận. Phải có 10 điều kiện này thì mới đủ tư cách xưng là trưởng giả. Thiện tài đồng tử đến thành đó rồi, đi đến chỗ trưởng giả, đảnh lễ, đi nhiễu quanh, chắp tay cung kính, đứng về một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói.
Vị trưởng giả đáp rằng, thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Ta tự đắc được giải thoát này, từ đó đến nay ở chỗ mười phương chư Phật siêng cầu chánh pháp, không có ngừng nghỉ. Thiện tài đồng tử đến thành gốc điền rồi, bèn đi đến chỗ trưởng giả kiên cố giải thoát, đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính, đứng về một bên, bạch với vị trưởng giả rằng, Đức Thánh còn trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, nay xin Ngài hãy từ bi thường xót vì con mà nói. Vị trưởng giả kiên cố giải thoát đáp rằng, thiện nam tử, ta chứng được môn, được tam muội Bồ Tát giải thoát, tên là Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Ta tự đắc được giải thoát này, từ đó đến nay ở chỗ đạo tràng của mười phương chư Phật siêng cầu chánh pháp, không có khi nào ngừng nghỉ, lúc nào cũng cầu vô thượng bồ đề. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm này, như các đại bồ tát được vô sở úy đại sư Tử Hống an trụ phước trí tụ rộng lớn, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm này, như các đại bồ tát đắc được pháp vô sở úy đại sư Tử Hống an trụ phước trí tụ rộng lớn, mà ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó. Thiện nam tử, ở trong thành đó có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, nhà của vị trưởng giả đó thường có quang minh. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở trong thành đó có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, nhà của vị trưởng giả đó thường phóng quang minh. Người hãy đi đến chỗ vị đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, vị đó sẽ nói cho ngươi minh bạch. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả kiên cố giải thoát, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả kiên cố giải thoát, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi đến chỗ vị trưởng giả Diệu Nguyệt để thỉnh giáo vấn đề muốn biết. 47. Trưởng giả Diệu Nguyệt hội duyên vào thật tướng. Ý nghĩa Diệu Nguyệt là chân trí khổng vọng gọi là tịnh trí, hậu trí chiếu pháp gọi là trí quang, hay chiếu sáng mùa thu bầu trời đầy trăng, nên gọi là Diệu Nguyệt. Thiện tài đồng tử đi đến chỗ trưởng giả Diệu Nguyệt đảnh lễ, đi nhiễu quanh chắp tay cung kính, đứng qua một bên bạch rằng, Đức Thánh con trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói. Trưởng giả Diệu Nguyệt đáp rằng, thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Tịnh Trí Quang Minh. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát trí quang này, như các đại Bồ Tát chứng được vô lượng pháp môn giải thoát, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Thiện tài đồng tử nghe theo sự chỉ dạy của vị trưởng giả kiên cố giải thoát, đi đến chỗ trưởng giả Diệu Nguyệt, đảnh lễ đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó chắp tay cung kính, đứng qua một bên bạch với vị trưởng giả rằng, Đại Thánh còn trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đại Thánh khéo dạy dỗ, cho nên đến để thỉnh giáo, xin Ngài từ bi, hãy vì con mà nói rõ nghĩa này. Trưởng giả Diệu Nguyệt đáp rằng, thiện nam tử, ta chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát tên là Tịnh Trí Quang Minh. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát trí quang này, như các đại Bồ Tát chứng được vô lượng pháp môn giải thoát, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở phương Nam này có thành tên là Xuất Sinh, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở phương Nam này có thành tên là Xuất Sinh, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Ngài sẽ khai thị cho ngươi. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ trưởng giả Diệu Nguyệt, đi nhiễu vô lượng vòng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ trưởng giả Diệu Nguyệt, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi đến thành Xuất Sinh, tham phương vị trưởng giả Vô Thắng Quân. 48. Trưởng giả Vô Thắng Quân hội duyên vào thật tướng. Ý nghĩa Vô Thắng Quân, do nghe các diệu pháp hoặc Phật hoặc pháp đều không cùng tận, tức thấy Phật đắc pháp vô tận nên gọi là Vô Thắng Quân. Các đức tích tụ từ dụ như quân, vì cũng hay thắng khắp các ma.
Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng thành đó, đến chỗ vị trưởng giả, đành lễ đi nhiễu quanh, chắp tay cung kính đứng về một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Vị trưởng giả đáp rằng: Thiện nam tử, ta đã được Bồ Tát giải thoát, tên là Vô Tận Tướng. Ta nhờ chứng được Bồ Tát giải thoát này mà thấy được vô lượng chư Phật, đắc được vô tận tạng. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát vô tận tướng này như các đại Bồ Tát được trí vô hạn, biện tài vô ngại, mà ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó. Thiện tài đồng tử từ giã vị trưởng giả diệu nguyệt, từ từ đi về hướng nam đến thành xuất sinh đó, đến chỗ vị trưởng giả vô thắng quân, đảnh lễ vị trưởng giả đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính đứng về một bên, bạch với vị trưởng giả rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe nói Đại Thánh khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, nên con đến thỉnh giáo, mong Đại Thánh từ bi, xin hãy vì con mà nói. Vị trưởng giả vô thắng quân đáp rằng: Thiện nam tử, ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là Vô Tận Tướng. Ta nhờ chứng được Bồ Tát giải thoát này mà thấy được vô lượng chư Phật, đắc được vô tận pháp tạng. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát vô tận tướng này như các đại Bồ Tát, các ngài đắc được pháp môn trí vô hạn và biện tài vô ngại, mà ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó. Thiện nam tử, ở hướng nam thành này có một thôn xóm tên là Vi Pháp. Ở trong thôn xóm đó có vị bà la môn tên là Tối Tịch Tĩnh. Người đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện nam tử, ở hướng nam thành xuất sinh này có một thôn xóm tên là Vi Pháp. Ở trong thôn xóm đó có vị bà la môn tên là Tối Tịch Tĩnh. Người đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả vô thắng quân, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả vô thắng quân, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng, rồi tử tạ mà đi đến thôn xóm Vi Pháp để tham phương vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh. 49. Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh hội duyên vào thật tướng. Ý nghĩa tịch tĩnh, lời hư dối đã dứt. Tịch tĩnh tức là tịnh hạnh. Bà La Môn là đứng đầu trong 4 giai cấp ở Ấn Độ, chủng tộc tối thủ thắng. Người Ấn Độ cho rằng dòng dõi Bà La Môn là từ trong miệng Phạm Thiên sinh ra, là chủng tộc thần thánh không thể xâm phạm. Chủng tộc này chuyên tu hạnh thanh tịnh. Theo truyền thuyết nói, khi nhi đồng 7 tuổi ở nhà tiếp thọ giáo dục, đến 15 tuổi đi ra ngoài học tập pháp Bà La Môn, đến 40 tuổi thì trở về kết hôn chuyển tông tiếp đại, 50 tuổi thì vào núi tu đạo. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến thôn xóm đó gặp vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh, đảnh lễ đi nhiễu quanh, chắp tay cung kính đứng về một bên bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến thôn xóm Vi Pháp đó gặp vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh, đảnh lễ ngài đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính đứng về một bên, bạch với vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo giáo hóa, xin hãy vì con mà nói. Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh đáp rằng: Thiện nam tử, ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là lời nguyện chân thành. Vì Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai, nhờ lời nguyện chân thành này cho đến không thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã không thối chuyển, hiện không thối chuyển, sẽ không thối chuyển. Thiện nam tử, nhờ ta trụ lời nguyện chân thành này mà việc làm đều tùy ý, không có gì mà không thành tựu viên mãn. Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh đáp rằng: Thiện nam tử, ta chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát tên là lời nguyện chân thành. Vì Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai ba đời, nhờ lời nguyện chân thành này cho đến không thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã không thối chuyển, hiện không thối chuyển, sẽ không thối chuyển. Thiện nam tử, ta nhờ trụ lời nguyện chân thành này mà những việc làm đều tùy theo ý của ta, tất cả hành động đều thành tựu viên mãn. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát lời nguyện chân thành này như các đại Bồ Tát với lời nguyện chân thành, đi đứng đều không trái với lời nguyện chân thành, lời nói ra đều chân thành, chưa từng hư vọng, vô lượng công đức do đây mà sinh ra,
mà ta làm sao biết được, nói được. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát lời nguyện chân thành này, như các đại Bồ Tát với lời nguyện chân thành đi đứng đều không trái với lời nguyện chân thành, lời nói ra đều chân thành, chưa từng nói dối. Vô lượng công đức do đây mà sinh ra, bà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở phương Nam này có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Trong thành đó có vị đồng tử tên là Đức Sinh, lại có đồng nữ tên là Hữu Đức. Người đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện nam tử, ở phương Nam thôn xóm vì pháp này có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Trong thành đó có hai vị đồng tử, một vị tên là Đức Sinh, một vị đồng nữ tên là Hữu Đức. Người đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử vì tôn trọng pháp, đảnh lễ vị Bà La Môn tối tịch tĩnh, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, biến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử vì tôn trọng pháp mà đảnh lễ vị Bà La Môn tối tịch tĩnh, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, đến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi tham phương Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ.